quá rồi. Thank you.
trường Anh Dũng và bà số 2 đến thăm đôi lãnh đạo. Thank you.
tại bảng số 1 Phong Hải Trạch Sắt, Đàm Nghĩa Tân Điệp về bảng số 1 bốc thăm thi đấu. Đôi lãnh đạo. Tại bảng số 1 thi đấu đôi lãnh đạo Phong Hải Trạch Sắt, Đàm Nghĩa Tân Điệp về bảng số 1 bốc thăm thi đấu.
tại bàn số 7 Hùng Vương Thủy Bảo Đảm Hoàng Hải và bàn số 7 bốc thăm thi đấu đơn CD. Tại bàn số 7 mời vận động viên Hùng Vương Thủy Bảo Đảm.